Rất cảm ơn khán thính giả Vũ Bằng Ảnh đã xem phần 2 của chương trình phân tích thời sự đặc biệt cuối tuần của đài truyền hình Vista TV 57.11 Galaxy 19. Chương trình này chúng tôi hôm nay chúng tôi đang nói ở cái chủ đề chính hôm nay chúng tôi đưa ra, đó là một cái Hoa Kỳ đang nằm trong một cái trận chiến giữa kinh tế toàn cầu và kinh tế dân tộc, có nói khác đi là tinh thần dân tộc hay là tinh thần quốc tế. Trong phần nhất là chúng tôi đang gửi đến khán thính giả nói về cái sự tan rã hay là cái sự thất bại của kinh tế toàn cầu, và nó chuyển sang cái nền kinh tế bản địa, kinh tế quốc gia, và cái điều này khiến cho Âu Châu nó mới bắt đầu nó tan rã, và cái hiện tượng nổi lên là Brexit. Chúng ta trong phần này chúng ta nói về cái tình hình đặc biệt của nước Âu Châu, Âu Châu với xuất hiện của nước Anh, Âu Châu xuất hiện của Thổ Nhĩ Kỳ là một cái người đặc biệt, rồi nước Nga, và cái sau này chúng ta thấy thêm lại một cái nước Đức nước lên nữa, là họ bắt đầu họ hô hào toàn cầu nhập cư, rồi bây giờ chính họ là chặn lại, là họ chống lại cái nhập cư. Thưa anh Viên Huy. Dạ. Vâng, thưa quý khán giả và thưa anh, là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái năm 2017 này có những cái biến cố, mà cái biến cố, những biến cố đó là dựa trên 7 cái cuộc bầu cử ở trên thế giới, đặc biệt là các nước ở Âu Châu. Đầu tiên là nước Pháp, mà người chúng ta nhìn thấy hiện tại bây giờ là có hai ứng cử viên sáng giá nhất, mà cái bà Marine Le Pen là thuộc mặt trận dân tộc Pháp, thì bà lại chủ trương là sẽ ra khỏi Liên Âu giống như là Anh Quốc. Và nếu Anh Quốc có Brexit thì ở đây sẽ có Frexit, tức là Frexit, nước Pháp sẽ ra. Và cái bà này, cái điều mà quan trọng là cái bà này hiện tại bây giờ đang làm cái ứng cử viên sáng giá mà có được lòng dân chúng Pháp nhiều hơn tất cả những các ứng cử viên khác. Thì đây là một cái điều mà cái cuộc bầu cử này diễn ra mà người ta nghĩ rằng là có thể bà này sẽ về trúng cử Tổng thống Pháp, và có thể là bà ấy chủ trương theo cái kiểu là cũng rời bỏ giống như nước Anh. Rồi thì cái nước thứ hai là nước Đức, là trụ cột của Liên Âu, thì chúng ta biết là bà kỳ này thì bà Merkel sẽ tái ứng cử nhưng thủ tướng, nhưng mà bà đang gặp rất nhiều những cái sự khó khăn của những các đảng đối lập, do vì cái chủ trương của bà đã tiếp nhận quá đông cái số gần 1 triệu di dân tới nước Đức, và khiến bây giờ không có thể giải quyết được vấn đề công ăn việc làm cũng như là vấn đề kinh tế tài chính ở trong nước Đức. Cái thứ ba là nước Hà Lan, thì cái ông ứng cử viên sáng giá Hà Lan, ông này ông tên là Geert Wilders, thì ông chống với là Hồi giáo, và ông chủ trương là đóng cửa giáo đường, rồi cấm không ai được đọc kinh Koran. Đây là những cái điều này, nếu mà ông này ông trúng cử đó, thì mà hiện tại ông này cũng đã đang được rất nhiều những cái phiếu thăm dò, thì nếu mà ông này ông trúng cử ở Hà Lan ấy, thì đất nước Hà Lan sẽ là một cái nơi mà tổ chức Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo tự xưng đó, thì họ sẽ là làm cái nơi đầu tiên để họ nhắm tới, họ tấn công giáo giết. Bởi vì ở đây cấm ra đường thì cấm đọc kinh Koran. Mà cái này không phải là chỉ có cái tổ chức Hồi giáo tự xưng, nhà nước Hồi giáo tự xưng mà thù hằn thôi, mà ngay cả những cái người dân và thuộc và các hệ phái khác, Sunni hay là Shiite chẳng hạn, thì đều là rất là bực bội. Nếu ông cấm kinh Koran như vậy, tức là ông phạm thượng lắm chứ không phải không. Và đó là một cái, nếu mà ông này ông trúng cử thì sẽ gây ra một cái nữa. Còn nhiều nước khác, thí dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cái đại hội 19 lần này á, thì trong cái 7 thành viên của Ủy ban Thường vụ là 7 người quan trọng nhất, thì kỳ này sẽ đến cái lượt 5 ông phải ra đi. Chỉ còn lại 2 ông thôi. Thì hai ông này không biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với là ông Tập Cận Bình. Rồi thì đến cái nước Hàn Quốc. Hàn Quốc thì như chúng ta cũng đã biết, cái bà Tổng thống hiện tại bây giờ là bà Park Geun-hye là đã bị truất phế, và vì thế cho nên cuộc bầu cử Tổng thống tiếp sẽ được tổ chức sớm hơn mấy tháng. Thì có cái tin tức là ông Ban Ki-moon, cựu Tổng thống ký Liên Hợp Quốc, cũng đang là sửa soạn ra là tranh cử với các vị khác. Nhưng mà mới đây sau khi mà chúng tôi dò xét lại tin tức thì cho biết là ông Ban Ki-moon đã trả lời rằng là ông không có ý định ra tranh cử Tổng thống. Rồi về Iran, cái chuyện này, cái nước đất nước Iran này, thì cái Tổng thống Hassan Rouhani đó thì đã bị chống đối bởi tất cả những người dân cũng như là những phe phái khác ở trong cái đất nước Iran, cho rằng là đã quá mềm mỏng với lại Hoa Kỳ cũng như là các nước Tây Phương. Và vì thế cho nên cuộc bầu cử tới được chưa chắc là ông Rouhani đã có thể thắng cử,
và lại nhường cho một người nào khác mà có tính cách cứng rắn hơn, tức là đối đầu hẳn với lại Tây Phương và Hoa Kỳ. Thưa anh, cái tình hình như vậy là ở Hoa Kỳ, thế giới chúng ta thấy là cái tình hình kinh tế toàn cầu nó tan rã, tại vì cái quy chuẩn đó nó không còn thích hợp nữa. Thì bây giờ trở lại về vấn đề Âu Châu thì nhỏ viên quy cho chúng ta thấy là nó quay quần, nó chưa định hình được một cái nền kinh tế giống như là ở Hoa Kỳ của ông Donald Trump. Chỉ có nước Anh Brexit thách ra thôi, thì bây giờ tình hình hội nhập hay là không hội nhập cũng là vấn đề. Bởi vì như nhiều nước, đặc biệt là nước bây giờ, cái nước mà thấy quan tài đó là cái nước Đức của bà Merkel. Bà nhận 1 triệu người thì bây giờ bắt đầu bà mới nói là tất cả những cái người nhập cư đó và một số nước Hà Lan, những cái nước khác, anh nhập cư nhưng mà anh phải hội nhập, anh không có thể che mặt được. Thì cái này cũng là một vấn đề là Âu Châu xưa nay là họ bỏ 28 biên giới để họ tự do lắm, tự do. Mà bây giờ là nước Pháp cũng nói là bây giờ anh không được nhập vào nếu anh không hội nhập. Tức là hội nhập nghĩa là sao? Anh phải giống như người địa phương chứ anh không có thể khác. Hoa Kỳ chúng ta thấy không có hội nhập, anh cái nước nào sống theo nước nấy, mà Âu Châu nó bây giờ là phải hội nhập, thì cái đó cũng là một cái mắc mới. Thưa anh nhà báo Trần Nhân Ân, thấy là cái tình hình mà bây giờ cái toàn cầu hóa nó đang tan rã đó là bởi vì là thật sự bây giờ là nó là cái hậu quả đương nhiên. Và bây giờ thường thường mỗi nước bây giờ đó là họ trở về, không những nước bên Âu Châu đó là phần lớn bây giờ là nước nào lo nước đó. Và ông Trump bây giờ thì cũng là thế thôi, American First. Thế nên nó làm cả một cái phong trào chung của thế giới, và nó muốn đi tới một cái giải pháp mà theo tôi thấy có lẽ là trong tương lai nó sẽ không phải là cái, nó không có nặng về toàn cầu hóa. Cái toàn cầu hóa nó là cái hậu quả của vấn đề kỹ thuật đầu tiên. Thế nhưng bây giờ đó thì là có lẽ nó sẽ kiếm ra một cái mà gọi là cái ở giữa, tức là nó sẽ trở về cái vấn đề mà gọi là những các cái mỗi dân tộc lo lấy cái phần của mình, nhưng mà vẫn tiếp tục sống cái hệ thống toàn cầu hóa, nhưng mà trong dưới cái viễn ảnh của quốc gia. Thì bây giờ từ các nước Âu Châu cũng như vậy rồi, các nước bên Mỹ này cũng vậy rồi. Thì bây giờ trong tương lai mình thấy rằng trong vòng chừng độ 5-7 năm tới là nó sẽ có một cái phong trào mới, là cái phong trào nghĩa là gọi là vẫn toàn cầu hóa nhưng mà dưới cái sự lăng kính của quốc gia. Thì đấy là tôi nhìn những cái đó, cái này thì nhà báo Trịnh Cân nói chúng ta thấy ngay về Âu Châu. Âu Châu nó không trỗi dậy như là ông Donald Trump. Âu Châu nó trỗi dậy với cái dạng là nó nhìn thấy cái vấn đề toàn cầu hóa nhưng mà nó muốn tạo ra cái toàn cầu hóa khác, mà nó do cái quốc gia nó không phải như Mỹ, mà quốc gia nó chúng ta thấy như là ông Putin. Ông trỗi dậy với một cái tinh thần tự hào nước Nga vĩ đại, ông trở lại nhưng mà nước đó dân chủ nhưng mà không có tự do. Tức là một cái chế độ mà người ta thấy hình như nó đi tới cái chỗ chuyên chế. Nhưng mà cái nền kinh tế trong tương lai nó sẽ là cái vấn đề nó là song phương. Nhưng mà nó là cái song phương trong một cái bối cảnh toàn cầu. Nó hơi khác cái toàn cầu hóa bây giờ. Toàn cầu hóa bây giờ là nó gần như là nó tràn vào trong tất cả các nước. Cái nước Nga là một cái nước mà nó không đi giữa Mỹ, nó không có dùng thương mại toàn cầu hóa mà nó vẫn sống được, anh thấy, và nó tự hào, nó phát triển được. Trở lại một cái nước thứ hai là một cái nước người ta thấy đó là một cái Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái nước nhân danh là dân chủ nhưng mà không có tự do. Anh tiến tới cái chỗ giống như là anh chuyên chế và anh áp lực các cái nước khác phải làm theo ý của anh. Rồi các cái nước Bulgaria, cái nước Hungary, Hà Lan, tất cả những cái nước đó như vậy. Xin lỗi, thành ra cái tinh thần mà đảng phái hồi xưa mà khi sau cái lật đổ của cái cách mạng nước Pháp, lật đổ tất cả nhà vua tạo ra một cái chế độ dân chủ cả bên nước Pháp, thì bây giờ nó có đảng dân chủ, đảng tiến bộ, đảng xã hội, phân hữu phân tả, tất cả cái đó đều là không được chấp nhận, nó bỏ hết. Bây giờ nó sẽ làm lại một cái gì đó mình chưa biết. Thành ra người ta đang lo sợ ở Âu Châu nó nổi lên một số nước nói là dân chủ nhưng mà là hơi cái cánh độc tài. Thì người ta sợ nó tiến tới cái chỗ giống như Hitler. Ê, nó là tại vì khi anh dân tộc một cách quá đáng thì anh có thể thành ra chuyên chế. Đó là cái ý người ta muốn nói vậy, thưa anh Vy Quy. Vâng, tôi cũng nhận thấy rằng là cái việc toàn cầu hóa đó, nếu bây giờ đang ở trong cái trên con đường tan rã, nhưng mà không phải là tan rã mà người ta từ bỏ hẳn cái toàn cầu hóa, bởi vì nhìn chung á, thì cái vấn đề toàn cầu hóa nó là cái vấn đề lợi ích chứ cũng không phải là cái vấn đề mà đem lại cái hại cho nhiều hơn. Tuy nhiên ở cái chỗ rằng là nếu mà trong tương lai một cái trật tự thế giới mà đi đến một cái chuyện mà có thể coi như là điều chỉnh cái chuyện mà toàn cầu hóa, điều chỉnh những cái quyền lực của những cái tổ chức quốc tế do từ toàn cầu hóa mà ra đó, thì có thể nó trở thành những cái khu vực, thí dụ khu vực Âu Châu có chung một cái nền văn hóa,
khu vực của những cái người Tây Tạng và Á Châu có một cái nền văn hóa chung, và cái khu vực và vân vân những cái khu vực có thể khu vực Hồi giáo rồi khu vực La Tánh chẳng hạn, thì những cái khu vực ở trên thế giới đó sẽ là cái lực cân bằng với nhau, và sẽ không còn có nước nào mà đi đến một cái vấn đề mà chủ trương như là Hoa Kỳ mà phải gánh chịu từ trước nay nữa. Thế là khi người ta không có đồng ý cái đoàn cầu hóa, hay người ta thấy nó không thích hợp nữa, thì bắt đầu người ta muốn trở về cái tinh thần dân tộc. Mà hễ dân tộc được người ta ghét bỏ những cái tổ chức quốc tế giống như là Liên Hiệp Quốc, người ta không ưa. Người ta không ưa tổ chức NATO, người ta không ưa cái tổ chức EU, tức là những cái khối lại. Nó ràng buộc người ta, người ta không ưa, người ta muốn cho nó tự do. Thành ra đây cũng là một cái mà chúng ta hiểu tại sao ông Trump cũng lên, ông nói là bây giờ cái tổ chức NATO là nó lỗi thời, tổ chức là Liên Hiệp Quốc bây giờ nó trì trệ, tất cả cái đó phải đại thay đổi nó, thì cái do cái bối cảnh là như vậy. Thưa mấy anh, thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin quý vị rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 3 với cái đề tài đặc biệt là vấn đề liên hệ giữa cái vấn đề ông Donald Trump. Khi tình hình như vậy thì ông trỗi dậy với một cái tình hình rất đặc biệt, một người này là không làm chính trị, một cái người hoàn toàn là làm kinh tế và nổi lên huy động toàn là những cái người nhà giàu, những cái người có tinh thần dân tộc, nói theo nghĩa nào đó là rất là kiên trì, và người ta cho đó sợ đó là cực đoan. Thành ra nó tạo ra một cái tình hình mới để chúng ta trong phần 3 chúng tôi sẽ nói rất là chi tiết về cái tình hình nước Mỹ trong cái toàn cầu hóa thất bại và chuyển sang cái tình hình dân tộc chủ nghĩa. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi trở lại sau giây phút quảng cáo.